giữa căng thẳng Ấn Độ tố Trung Quốc quân sự hóa eo biển Đài Loan. Đại sứ quán Ấn Độ tại Sri Lanka hôm 28 tháng 8 cáo buộc Trung Quốc quân sự hóa eo biển Đài Loan. Đây là lần đầu tiên Ấn Độ sử dụng thuật ngữ này, Guardian cho biết. Tuyên bố đưa ra nhằm đáp trả bài viết của đại sứ Trung Quốc tại Sri Lanka Thích Trấn Hoành. Bài viết này ngầm chỉ trích Ấn Độ can thiệp vào tình hình Sri Lanka trong vụ việc tàu Yuan Wang 5 của Trung Quốc ghé thăm quốc gia Nam Á này hồi đầu tháng 8, bị New Delhi phản đối gay gắt do lo ngại đây là tàu do thám. Sri Lanka từng bị nước láng giềng phương Bắc tấn công 17 lần, ông thích viết, hành động ngăn trở từ bên ngoài dựa trên quan ngại an ninh mà không có bằng chứng từ các lực lượng nhất định là hành vi xâm phạm chủ quyền và độc lập của Sri Lanka. Chúng tôi đã ghi nhận tuyên bố của ngài đại sứ Trung Quốc, việc ông ấy vi phạm các nghi thức ngoại giao cơ bản có thể là vì lý do cá nhân hoặc phản ánh quan điểm lớn hơn của cả đất nước. Đại sứ quán Ấn Độ tại Sri Lanka tuyên bố trên Twitter sau khi bài viết được đăng tải. Người phát ngôn Đại sứ quán Ấn Độ tại Sri Lanka đăng tải bài viết trên để trả lời các câu hỏi liên quan đến bài viết của Đại sứ Trung Quốc tại Sri Lanka khi gắn hoạt động quân sự hóa eo biển Đài Loan với chuyến thăm của tàu Yuan Wang 5 tới cảng Hambatota, cơ quan trên bổ sung. Trong bài viết kể trên, ông Thích nhắc lại quan điểm của Trung Quốc với chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. Phản ứng về tình hình eo biển Đài Loan hồi đầu tháng 8, Bộ Ngoại giao Ấn Độ không đề cập đến thuật ngữ quân sự hóa mà chỉ cho biết New Delhi quan ngại trước những diễn biến gần đây và kêu gọi các bên kiềm chế, tránh các hành động đơn phương thay đổi nguyên trạng, giảm căng thẳng, nỗ lực bảo vệ an ninh và hòa bình khu vực theo Hindu. Thưa quý vị, mới đây một chiếc ảnh về năm chiếc chiến hạm được cho là của Trung Quốc được đăng trên mạng xã hội Weibo. Hình ảnh này khiến nhiều người cho rằng Trung Quốc đang lắp đặt thêm 5 tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường ở nhà máy đóng tàu Đại Liên ở nhằm đẩy mạnh xây dựng hải quân. Hoàn cầu thời báo xác định đó là tàu khu trục tài 052D, trong khi tờ South China Morning Post loan tin trong số đó thì có ít nhất hai chiếc giống tàu 052DL, một phiên bản có sân trực thăng ở mở rộng ở phía sau. Ở các bức ảnh do Niken Asia thu thập được vào cuối tháng 8 cũng cho thấy năm thân tàu được lắp đặt tại nhà máy đóng tàu đại liên của tập đoàn đóng tàu nhà nước Trung Quốc, trong đó thì hai chiếc sắp hoàn thành. Hiện Hải quan thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc vẫn chưa tiết lộ bất kỳ kế hoạch đóng tàu nào. Tàu khu trục tai 052D là phiên bản cập nhật của tàu tai 052C, được trang bị khả năng phòng không tiên tiến để bảo vệ tàu sân bay. Type 052D cũng có thể thực hiện các cuộc tấn công công chính xác nhờ hệ thống phóng thẳng đứng có khả năng xử lý tên lửa dẫn đường. Một chuyên gia thuộc viện nghiên cứu quốc phòng ở Nhật cho rằng, lực lượng phòng vệ Đài Loan sẽ bị gia tăng gánh nặng khi cần chuẩn bị đối phó các cuộc tấn công tiềm tàng bằng tên lửa từ lực lượng trên bộ, trên không của Trung Quốc cũng như từ biển từ nhiều hướng. Ngày 28 tháng 8, lực lượng phòng vệ Đài Loan tuyên bố đã bắn pháo sáng cảnh báo sau khi một chiếc máy bay không người lái của Trung Quốc được phát hiện trên một đảo nhỏ ở huyện Kim Môn. Trong một tuyên bố được đưa ra, Bộ chỉ huy phòng vệ Kim Môn cho biết vào ngày 27 tháng 8, một máy bay không người lái dân sự từ Trung Quốc đã xuất hiện trên một hòn đảo nhỏ trong quần đảo Kim Môn, cách bờ biển tỉnh Phúc Kiến thuộc Trung Quốc đại lục chưa đầy 10 km. Lực lượng phòng vệ đảo Đài Loan đã phản ứng bằng cách bắn pháo sáng cảnh báo dựa trên các quy trình hoạt động tiêu chuẩn của họ, nhằm tránh gây leo thang căng thẳng ở eo biển Đài Loan. Lực lượng này đã hạn chế các biện pháp mạnh hơn, ví dụ như không bắn rơi máy bay không người lái đó. Đoạn video đăng tải trên mạng xã hội Weibo cuối tuần qua cho thấy chiếc UAV này bay gần và quay hình một chốt giám sát quân sự, trong đó có các cơ sở và binh sĩ Đài Loan cũng như biểu đồ nhận dạng tàu và máy bay. Liên quan đến vấn đề này, cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết họ đang nghiên cứu một hệ thống phòng thủ chống lại máy bay không người lái và dự kiến sẽ lắp đặt hệ thống này tại hai huyện ngoài khơi của đảo Đài Loan nằm gần bờ biển Trung Quốc đại lục vào năm 2023. Thưa quý vị, ngày 23 tháng 8 nhân kỷ niệm 64 năm cuộc pháo kích của Trung Quốc vào đảo Đài Loan, nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn khẳng định quyết tâm và sự tự tin trong việc bảo vệ hòn đảo. Cụ thể, phát biểu trong cuộc gặp phái đoàn các học giả Mỹ đến thăm hòn đảo, bà Thái Anh Văn nhắc lại cuộc xung đột giữa Trung Quốc đại lục và Đài Loan trong các cuộc khủng hoảng eo biển Đài Loan, thứ nhất vào năm 1954 và thứ hai vào năm 1958. Trận chiến cách đây 6 thập kỷ đã cho thế giới thấy rằng không mối đe dọa nào có thể làm lung lay quyết tâm củng cố phòng vệ, bảo vệ lãnh thổ của người dân Đài Loan, dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai. Bà Thái Anh Văn cũng nhấn mạnh quyết tâm và sự tự tin trong bảo vệ hòa bình, an ninh, tự do và thịnh vượng cho chính hòn đảo này. Tuyên bố được bà Thái Anh Văn đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Đài Loan và Trung Quốc đại lục đã leo thang trong tháng qua sau chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. Để đáp trả hành động này, Bắc Kinh đã tổ chức các cuộc tập trận chưa từng có quanh hòn đảo và đình chỉ nhiều lĩnh vực liên lạc quan trọng với Mỹ. Ngày 16 tháng 8, đại sứ Trung Quốc tại Anh Cheng Di Quang cảnh báo sự can thiệp của Anh và Mỹ vào Đài Loan có thể dẫn đến xung đột trong bối cảnh căng thẳng leo thang xung quanh hòn đảo này. Đại sứ Trung Quốc cho hay trong những năm qua, Mỹ đã sử dụng quân quân bài Đài Loan để kiềm chế Trung Quốc bằng cách chấp thuận việc bán vũ khí cho hòn đảo, nâng cao quan hệ với chính quyền hòn đảo và xóa bỏ nguyên tắc một Trung Quốc. Nhà ngoại giao Trung Quốc cũng nhấn mạnh, việc đòi độc lập cho Đài Loan đồng nghĩa với chiến tranh và sẽ dẫn đến ngõ cụt. Việc phản đối và dập tắt những nỗ lực như vậy sẽ tránh được xung đột và bảo vệ hòa bình cũng như ổn định trong khu vực. Cũng theo ông Trang cho rằng, Đài Loan đã trở thành một vấn đề chung đối với cả Trung Quốc, Mỹ và Anh, đồng thời kêu gọi Anh tránh đi theo bước chân của Mỹ, đề cập đến các chuyến thăm gần đây của các nghị sĩ tới Đài Loan. Đại sứ Trang cáo buộc các nước làm xáo trộn hòa bình khu vực bằng cách cố gắng can thiệp vào vấn đề Đài Loan, đồng thời cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng nếu London vượt qua làn danh đỏ của Trung Quốc. Ngày 24 tháng 8, lực lượng phòng vệ Đài Loan xác nhận máy bay không người lái UAV dân sự từ Trung Quốc đại lục đã ghi lại một bức ảnh và video những binh sĩ trên đảo Nhị Đảm thuộc quần đảo Kim Môn do Đài Loan quản lý. Theo đó, lực lượng phòng vệ Đài Loan xác nhận bức ảnh và video được ghi lại vào ngày 16 tháng 8 trên đảo Nhị Đảm thuộc quần đảo Kim Môn là thật, sau khi bức ảnh và video này được lan truyền trên mạng xã hội. Một số ý kiến cho rằng việc chụp ảnh và quay video trong thời điểm căng thẳng leo thang ở eo biển Đài Loan cho thấy quân đội Trung Quốc có thể có được bất kỳ chi tiết nào họ cần về lực lượng phòng vệ Đài Loan hoặc có thể tấn công hòn đảo bất cứ lúc nào họ muốn. Bức ảnh chụp hai binh sĩ nhìn lên trời, một người đeo kính và mang theo súng trường và một người cầm máy ảnh đứng cạnh cổng đồn lính. Còn đoạn video dài 5 giây cho thấy hai binh sĩ khác ném đá vào UAV và người thứ ba nhắm súng vào UAV. Bộ chỉ huy phòng vệ ở Kim Môn xác nhận chiếc UAV dân sự đã bay qua đảo Nhị Đảm, cách thành phố Hạ Môn, Trung Quốc khoảng 4 km. Một sĩ quan Đài Loan cho biết các binh sĩ đã phát hiện chiếc UAV bay về phía hòn đảo và cách đồn lính khoảng 1 km. Tuy nhiên không có pháo sáng cảnh báo nào được bắn ra vì chiếc UAV đã nhanh chóng quay trở lại đất liền ngay sau cảnh báo ban đầu. Vị sĩ quan khẳng định, lực lượng phòng vệ Đài Loan đang cố gắng bảo vệ Đài Loan và các hòn đảo ngoài khơi của vùng lãnh thổ này và mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát. Ông cho biết lực lượng phòng vệ Đài Loan có nhiều chốt giám sát trên các đảo, nên bức ảnh và video không tiết lộ bất kỳ thông tin quan trọng nào. Tất cả các cơ sở quan trọng và hoạt động triển khai quân sự đều được giấu kín. Thưa quý vị, bất chấp sự phản đối gây gắt từ phía Bắc Kinh, một nhóm nghị sĩ tiếp tục tới thăm Đài Loan đánh dấu chuyến thăm thứ tư từ Washington trong tháng này. Một phái đoàn do thượng nghị sĩ Mỹ là Marsha Blackburn dẫn đầu đã đến Đài Loan tối ngày 25 tháng 8. Truyền thông Đài Loan cho biết nhóm nghị sĩ đến bằng máy bay quân sự Mỹ và hạ cánh ở sân bay Tùng Sơn, trung tâm thành phố Đài Loan và sẽ gặp lãnh đạo Thái Anh Văn cùng các quan chức Đài Loan trong ngày 26 tháng 8. Trong một tuyên bố, bà Blackburn cho biết mong muốn được gặp gỡ với các nhà lãnh đạo ở Đài Bắc để thúc đẩy và củng cố quan hệ đối tác. Cơ quan Đối ngoại Đài Loan đã bày tỏ lòng biết ơn vì các thành viên Quốc hội Mỹ đã một lần nữa thể hiện sự ủng hộ và cam kết vững chắc của họ đối với Đài Loan khi ghé thăm hòn đảo. Căng thẳng hai bờ eo biển Đài Loan leo thang sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã đến thăm hòn đảo vào đầu tháng 8. Một phái đoàn nghị sĩ Mỹ tiếp tục tới Đài Loan hôm 14 tháng 8 bất chấp phản ứng gay gắt trước đó của Trung Quốc như tập trận bắn đạn thật quy mô lớn chưa từng có tại 6 khu vực quanh Đài Loan và áp lệnh trừng phạt bà Pelosi. Chuyến thăm mới nhất đánh dấu lần thứ ba các nghị sĩ Mỹ đến Đài Loan chỉ trong tháng này.